Hôm qua, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen Jamal Omar đã rời thủ đô Sana'a mà không đạt được kết quả về một thỏa thuận chính trị. Trong khi đó, tình hình căng thẳng tại nhiều thành phố ở quốc gia này vẫn tiếp diễn khi người biểu tình, trong đó có những người có vũ trang, tiếp tục xuống đường kêu gọi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Phát biểu trước khi rời Yemen, ông Omar tuyên bố chính các nhà lãnh đạo Yemen phải tìm ra một thỏa thuận chính trị và họ phải chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi kêu gọi các bên tiến hành một cuộc đối thoại trực tiếp, qua đó có thể tìm ra một giải pháp cho quá trình chuyển giao quyền lực. Không thể chấp nhận được tình trạng bạo lực hiện nay vì nó ngăn cản quyền được sống trong hòa bình của người dân Yemen. Tình trạng bạo lực cũng ngăn cản những nguyện vọng của người dân Yemen về dân chủ, thay đổi và xây dựng một quốc gia của công bằng và luật pháp. Trong khi đó, tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn tại thủ đô Sana'a và nhiều thành phố khác ở Yemen. Khoảng 10.000 người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Sana'a để yêu cầu Tổng thống Saleh từ chức. Các lực lượng an ninh cũng đã được triển khai tại thủ đô từ tối ngày 3 tháng 10 để đề phòng những vụ bạo lực có thể xảy ra. Cả nước Yemen hiện đang bị tê liệt bởi các cuộc biểu tình kéo dài suốt 8 tháng qua, đòi chấm dứt 33 năm cầm quyền của Tổng thống Saleh. Quốc gia vùng vịnh này gần như đã bị rơi vào nội chiến sau các vụ xung đột đẫm máu ở thủ đô Sana'a hồi tháng trước. Cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình căng thẳng kể trên có thể kích động các chân rết của tổ chức Al-Qaeda ở khu vực này hoạt động mạnh hơn và ảnh hưởng tới tuyến vận tải hàng hải qua Biển Đỏ. Hiện các tay súng Al-Qaeda đã chiếm đóng một số khu vực ở miền nam Yemen, gần một hải cảng quốc tế quan trọng. Quân đội Yemen đang triển khai nhiều chiến dịch để giành lại quyền kiểm soát các khu vực này. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh ABC News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng sẽ rất khó để Al-Qaeda tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào nước Mỹ vì ban lãnh đạo của mạng lưới này đã bị triệt hạ đáng kể. Khi được hỏi có phải Mỹ sắp đạt đến thành công trong kế hoạch chấn áp mạng lưới Al-Qaeda hay không, Tổng thống Obama cho biết, trong 2 năm, chúng tôi đã làm được nhiều hơn so với bất cứ thời điểm nào trong 10 năm qua để đạt được điều đó. Hiển nhiên, trường hợp nổi bật nhất là việc chúng tôi đã tiêu diệt được chùm khủng bố Osama Bin Laden. Chúng ta có thể thấy rằng hầu hết hàng ngũ lãnh đạo của Al-Qaeda đã bị tiêu diệt. Theo ông, khủng bố, những kẻ khiến cả nước Mỹ cũng như toàn thế giới bàng hoàng năm 2001, đang thiếu dần đi những đặc vụ lão luyện trong lực lượng của chúng. Tuy nhiên, ông cảnh báo, Mỹ luôn trong tình trạng dễ bị tổn thương vì là một xã hội mở, và Al-Qaeda vẫn nguy hiểm và vẫn là kẻ thù số một của nước Mỹ. Nhưng ông trấn an người dân rằng, nếu trong 2 năm tới, nước Mỹ vẫn duy trì được vị thế như ngày hôm nay, thì Al-Qaeda sẽ rất khó có thể tiến hành những cuộc tấn công kinh hoàng như vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đầu tháng 5 vừa qua, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt được kẻ đứng đầu mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden tại nơi tên này ẩn náu gần Islamabad. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Mỹ bằng máy bay không người lái cũng đã triệt hạ được nhiều thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này tại các khu vực biên giới của Pakistan với Afghanistan và ở Yemen. Tuyên bố của Tổng thống Obama được đưa ra vào đúng thời điểm tròn 10 năm Mỹ và các đồng minh bắt đầu cuộc chiến tại Afghanistan nhằm lật đổ chế độ Taliban và truy lùng các phần tử khủng bố của mạng lưới Al-Qaeda đang lẩn trốn tại đó. Tuy nhiên, theo nhận định chung, sau 10 năm chiếm đóng Afghanistan và tốn kém hàng trăm tỷ đô la Mỹ, Mỹ và Liên quân quốc tế vẫn không thể triệt hạ tận gốc lực lượng Al-Qaeda tại đây. Trong một nỗ lực nhằm làm dịu những căng thẳng trên các thị trường tài chính, ngày 3 tháng 10, ông Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Luxembourg, đồng thời là Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone, đã bác bỏ khả năng Hy Lạp sẽ vỡ nợ cũng như phải rút khỏi Eurozone. Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức sau cuộc họp kéo dài 6 giờ với các bộ trưởng tài chính của Eurozone, ông Jean-Claude Juncker khẳng định không có bất kỳ khả năng nào cho thấy Hy Lạp có thể vỡ nợ hoặc rút khỏi danh sách 17 nước thành viên của Eurozone. Chúng tôi không bao biện cho khả năng vỡ nợ của Hy Lạp. Mọi biện pháp sẽ phải được áp dụng để loại trừ nguy cơ trên. Tôi kiên quyết loại bỏ những tin đồn cho rằng Hy Lạp đã được yêu cầu hoặc phải quyết định rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu. Và tôi cũng kiên quyết loại bỏ những tin đồn liên quan đến khả năng vỡ nợ của Hy Lạp. Trong khi đó, ông Olli Rehn, ủy viên phụ trách vấn đề tài chính tiền tệ của Liên minh châu Âu EU cho biết, nỗ lực của Hy Lạp trong việc giải quyết khoản nợ lên tới 357 tỷ euro đang đi đúng hướng.
Thực tế, Hy Lạp sẽ phải đáp ứng các mục tiêu nước này đề ra trong năm 2012 trong việc giảm thâm hụt ngân sách, cũng như cải thiện những chỉ số kinh tế yếu kém và gây quan ngại trong năm 2011. Hy Lạp sẽ phải giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ này, và tôi phải nói rõ rằng những biện pháp mà Hy Lạp áp dụng đang đi đúng hướng, nhưng cũng sẽ phải mất một thời gian dài nữa họ mới có thể đạt được những mục tiêu đề ra. Nói như vậy nghĩa là chúng tôi phải nỗ lực thực thi nhiệm vụ của mình, cũng như sẽ phải nghiên cứu kỹ tình hình để có thể đưa ra kết luận trong bản báo cáo được đưa ra vào nửa cuối tháng 10. Trước đó, tại cuộc họp kéo dài trong suốt 6 giờ, các bộ trưởng tài chính đã thống nhất Hy Lạp có thể sẽ phải đợi đến giữa tháng 11 mới có thể nhận được khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ hiện nay dành cho Hy Lạp, làm tăng thêm sức ép buộc Athens phải tìm cách đối phó với căn bệnh nợ công. Ngoài ra, tại cuộc họp này, các bộ trưởng tài chính cũng thảo luận về việc mở rộng quỹ ổn định tài chính châu Âu, song nhất trí cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB không phải là nguồn lực tài chính chính của quỹ này. Dự kiến, các bộ trưởng tài chính Eurozone sẽ nhóm họp tiếp vào ngày 13 tháng 10 tới. Sau khi Hy Lạp thừa nhận không đạt được mục tiêu về thâm hụt ngân sách trong năm 2011 như đã cam kết với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Liên minh châu Âu EU, ngày 3 tháng 10, trong phiên giao dịch tại thị trường châu Á, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 8 tháng qua so với đồng đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch chiều 3 tháng 10 tại Tokyo, đồng euro đã giảm xuống 1,3311 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 1 so với 1,3451 đô la Mỹ tại New York cuối tuần trước. Đồng tiền châu Âu cũng giảm xuống 102,75 yên so với 103,12 yên. Trong khi đó, đồng bạc xanh ổn định ở mức 77,03 yên. Theo các chuyên gia kinh tế, nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng nợ ở châu Âu không mấy tiến triển đã khiến các nhà đầu tư bán đồng euro để mua đồng đô la Mỹ. Thêm vào đó, thị trường chứng khoán khu vực đi xuống cũng gây tác động bất lợi cho đồng euro. Trước đó, ngày 2 tháng 10, Hy Lạp thông báo thâm hụt ngân sách của nước này trong năm nay sẽ giảm xuống 8,5% GDP, song vẫn cao hơn so với mức 7,8% mà IMF và EU đặt ra. Thông báo này lại làm các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của nước này, cũng như những tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu, với khả năng xấu nhất là gây ra một cuộc khủng hoảng mới. Trong khi đó, sau khi báo cáo mới công bố cho thấy lạm phát tại Eurozone tăng lên 3% trong tháng trước, thị trường đang tập trung chú ý vào cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vào ngày 6 tháng 10. Lạm phát tăng mạnh đang đặt ECB vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi ngân hàng này đang đứng trước sức ép hạ lãi suất để kích thích kinh tế. Các thanh tra viên của EU và IMF đã nhấn mạnh, Athens phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng mạnh hơn nữa để giảm chi tiêu và tăng nguồn thu. Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng đô la Singapore, đồng won Hàn Quốc, đồng đô la Đài Loan, đồng peso Philippines, đồng ruby Indonesia và đồng bạt của Thái Lan. Bản tin thời sự tổng hợp xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.